Xin chào cô gái xinh đẹp và các anh chàng đẹp trai. Vì series số 7 được các bạn yêu cầu quá nhiều, vậy nên hôm nay Trang lại mang chuyên mục 7 cây son giá rẻ và chất lượng quay trở lại. Chủ đề của ngày hôm nay thì là các tông son màu nude. Để tránh mọi người nhầm lẫn giữa tông nude và tông đất thì Trang sẽ giải thích kỹ hơn một chút. Tông nude là những tông mà như màu da người vậy. Nó sẽ có thể là sáng hơn màu môi của bạn, như màu môi của bạn hoặc là đậm hơn một chút xíu thôi. Còn tông đất thì thường là sẽ nghiêng hẳn về nâu nhiều hơn. Nếu như bạn nào học về màu hoặc là học vẽ thì cũng sẽ biết là khi mà chúng mình cho thêm màu trắng vào thì cái màu đó sẽ sáng hơn, thì đấy chúng mình sẽ ra được màu nude. Còn về phía màu đất thì chúng mình sẽ cần cho thêm màu đen vào thì để màu nó tối đi, trầm đi hơn ấy. Thì tông son ngày hôm nay mà Trang muốn tập trung là tông nude chứ không phải tông đất đâu nha. Với các gam màu tươi như đỏ, hồng, cam thì có thể chúng mình sẽ chỉ cần dùng son thôi, không cần tập trung mắt má gì cả và gương mặt vẫn bừng sáng. Nhưng đối với son nude thì lại oái oăm hơn một chút. Đấy là bởi vì tông son này nếu mà chỉ dùng môi không thì sẽ rất là bợt da. Và cá nhân mình nếu mà không make up mắt hay là má thì mình cũng không thể nào chỉ sử dụng màu son này được. Thế nên những bạn nào mà muốn thử nghiệm màu son này thì Trang cũng khuyên là chúng mình nên nhấn vào phần mắt cũng như là phần má một chút để tổng thể cái make up nó được cân bằng hài hòa hơn nha. Mọi người hay gọi cái kiểu make up son nude là make up phương Tây hay là kiểu make up Thái hay là make up Philippines thì nó cũng có lý do của nó. Bởi vì thật sự mỗi khi mình ra đường hay là kể cả như mình đi home gen beauty gặp rất là nhiều các bạn Tây ấy, thì đến 90% mọi người đều sử dụng son nude vừa bóng vừa lì, nhưng mà son nude là chủ yếu, rất ít thấy những màu như là đỏ cam, hồng hay là đỏ cam hay là đỏ hồng gì hết. Cá nhân mình rất là thích thử và khám phá nhiều phong cách makeup khác nhau. Và nếu như bạn muốn thử một màu son mới, một kiểu makeup mới thì cũng đừng ngại ngần gì cả. Khi mà mình làm video ấy thì sẽ có, chắc chắn là có những em bé thích mình makeup kiểu Hàn Quốc tự nhiên trong sáng hơn, kiểu cute, dễ thương hơn. Nhưng cũng có những bạn tầm tuổi mình và lớn hơn thì lại thích Trang hướng dẫn kiểu makeup phương Tây trưởng thành hơn. Thì đấy chỉ là cái sở thích của mỗi người theo từng giai đoạn lớn tuổi mà thôi. Kiểu có những ngày mình muốn cute bánh bèo, cũng có những hôm mà mình muốn ngầu hơn, cool hơn. Thì cái ý mà mình muốn nói ở đây, tức là nếu mà trước đây bạn chưa sử dụng son nude bao giờ thì cũng hãy dành thời gian xem video này và xem một số gợi ý của mình. Biết đâu sau video này bạn sẽ cảm thấy yêu màu son nude hơn hay là muốn thử màu son nude hơn, và biết đâu chúng sẽ rất hợp với bạn thì sao. Nói hơi nhiều rồi, giờ thì chúng mình sẽ cùng đi vào phần chính luôn nha. Sau đây sẽ là 7 cây son giá hợp lý, chất lượng mà cá nhân mình sử dụng rất nhiều và cảm thấy là sẽ hợp với làn da châu Á. Mời mọi người cùng xem. Đầu tiên là chất son kem có lớp bóng nhẹ từ Maybelline. Dòng son kem này sẽ rất thích hợp với bạn nào môi khô và không quen sử dụng son lì. Mặc dù tên là Vivid Matte nhưng mình lại không thấy lì một chút nào cả. Son có mùi ngọt đường hơi nồng, chất son rất thoải mái. Điểm trừ có lẽ là màu bám kém, ăn uống sẽ trôi sạch sẽ. Khi uống nước cũng sẽ dây nhiều ra thành bởi chất son trơn trượt mà. Điểm mình thích nhất là môi trông căng mọng và tông màu rất tự nhiên, dễ sử dụng ngoài mí. Đây là tông nude pha đều giữa cả hồng và cam. Mặc dù có lớp bóng nhưng khi bặm môi thì không thấy dính chút nào hết. Tiếp theo lại là một ứng cử viên nữa từ Maybelline và có lẽ cũng đã rất quen thuộc nếu mọi người còn nhớ video son nude Trang làm từ năm ngoái. Đó chính là bạn Clay Crush. Bao nhiêu điểm mạnh của bạn này Trang cũng đã ca ngợi hết lời rồi. Bạn nào mà đang tìm tông nude với chất son lì thì chắc chắn không thể bỏ qua em ý được đâu. Gam nude có một chút nâu không làm bợt da quá. Gọi bạn này là cam đất thì cũng không phải đâu vì Trang không thấy có tí cam nào trong đấy cả. Màu son nude nhưng chất son vẫn trải đều và mịn, lên rõ màu, quá ưng luôn. Thứ ba là Bourjois màu 17 Cool Brown. Về độ đậm của son thì mình không hài lòng tuyệt đối vì màu son của cây này lên mỏng hơn các màu đậm khác. Phải trồng tới 2-3 lần thì mới lên rõ được chút và che màu môi. Điểm mình thích là chất son nhẹ, dễ chịu và tông màu nude nhẹ nhàng, dễ sử dụng. Khi lớp son đã khô rồi thì độ bám màu cũng rất tốt và không gây khô môi. So với cây Maybelline ban nãy thì bạn Bourjois này lên môi nhìn không lì bằng, nên nếu bạn nào không muốn lộ vân môi quá thì sẽ ưng em này lắm đây. Một tông nude nghiêng hồng nhiều hơn từ màu số 2 Stockholm của dòng NYX Soft Matte. Với dòng này thì mình lại không gặp vấn đề môi khô với các gam màu nude. Bạn nào da nghiêng sắc tố lạnh nhiều hơn thì sẽ hợp tông này lắm đi nè. Lớp son nhìn lì, bám màu tốt. Nếu mọi người có băn khoăn vì sao hôm nay Trang không swatch lòng môi thì là vì màu son nude này có thoa lòng môi cũng rất khó thấy sự khác biệt. Với NYX thì mình luôn dễ dàng tìm được màu ưng ý vì bảng màu son quá đa dạng mà. Chỉ có điều mình vẫn luôn băn khoăn son có đủ 8ml hay không mà cứ thấy ít và hết cực kỳ nhanh ý. Hừm.
Eco Part từ Colourpop là một tông nút ngả hồng. Nếu bạn nào không chịu được cái nặng môi từ dòng Ultra Matte thì Ultra Satin sẽ là một sự thay thế thích hợp hơn. Màu vẫn lên đậm, rõ, tổng thể lớp son rất mịn. Vì lớp son không khô lại hoàn toàn nên ăn uống thì vẫn dây ra nhưng độ bám màu vẫn rất tốt. Khi bặm môi lại sẽ thấy khá là dính đấy. Nếu bạn không ngại cái dính này và muốn sở hữu một tông nút nhiều hồng hơn thì mình rất khuyên dùng em này nha. Golden Rose là một hãng son của Thổ Nhĩ Kỳ mà mình có mua từ hè nhưng chưa sử dụng nhiều lắm. Cho đến một ngày phát hiện ra em ý có tông nút hơi nâu tuyệt đẹp này thì mình đã bị thuyết phục bởi chất son. Lần đó mình mua cả set nên tính ra mỗi bạn có khoảng 70.000 thôi, giá bán lẻ từng cây thì cao hơn nhiều. Chất son kem lướt rất mịn và đều trên môi, màu cũng lên rõ không cần di đi di lại quá nhiều lần. Mình không ưng thiết kế này lắm nhưng màu son và chất son thì rất ok. Chỉ có điều mình chúc đầu son xuống hơi lâu nên khi mở ra thì đầu son bị long dài. Bạn nào mua thì lưu ý nha. Một ứng cử viên khác của dòng Soft Matte nhưng là màu số 9 và tông màu này thì ít hồng hơn, cá nhân mình thì thích màu 9 hơn màu số 2. Chất son của hai màu này thì không khác nhau đâu nên nếu bạn nào da nghiêng về ấm hơn giống Trang thì hãy chọn màu số 9 nhé. Và bạn nào muốn thử phong cách trang điểm tây hơn để phù hợp với các tông son nude hơn thì hãy sắm một đôi lens màu sáng nha, màu xám ý, sẽ khác hơn rất nhiều khi mà bạn đeo màu tối đấy. Mặc dù mình rất là thích màu son này nhưng phải đến khi mọi người hỏi Trang là hãy làm video về 7 tông son nude đi thì mình mới tìm loạn cả nhà lên. Và thật ra mình cũng không sưu tầm nhiều màu nude từ những hãng khác nhau lắm. Nếu như bạn nào mà còn có gợi ý nào giá rẻ hơn, chất lượng hơn nữa thì cũng hãy để ở phần comment bên dưới nhé. Video lần trước mình cũng đã tìm được kha khá những cái thỏi son mình chưa thử rồi. Một lưu ý nữa mình muốn nói với mọi người đấy là giá sản phẩm mình tính kèm thì là giá mà mình phải bỏ ra cho cây son đấy, chưa bao gồm thuế, chưa bao gồm shipping, mà đấy là cái giá mà mình mua thôi. Và khi bạn đặt mua ở các shop sách tay ở Việt Nam ấy thì người ta đã phải tính cả tiền ship cũng như là tiền thuế rồi. Vậy nên là cái giá bạn mua thì chắc chắn là sẽ cao hơn giá gốc mà Trang mua ở bên này. Thì mình muốn lưu ý thế để mọi người yên tâm chứ không phải là sự chênh lệch quá nhiều về giá cả hay là hàng fake đâu. Link của 7 sản phẩm mà mình nói tới trong video này thì mình cũng sẽ để hết ở phần caption để bạn biết được là mình mua các sản phẩm đấy từ đâu cũng như là giá bao nhiêu. Và bởi vì là Noel sắp đến, năm mới sắp đến và Tết cũng sắp đến, dịp để mọi người mua sắm sắp đến, thế nên là mình sẽ cố gắng tung ra nhiều series 7 hơn nữa để cái thời gian cuối năm này mọi người có thể tích góp và mua được những sản phẩm chất lượng nhất, giá hợp lý nhất. Mình cũng cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành thời gian xem hết video này và đừng quên cho Trang một cái like nha. Mình sẽ gặp bạn trong video tiếp theo. Bye bye.